Lưu Phước Thịnh thiệt hại thế nào nếu thua kiện nhạc sĩ người Mỹ? Làng nhạc Việt đang xôn xao chuyện Lưu Phước Thịnh bị nhạc sĩ người Mỹ khởi kiện với mức bồi thường 850 triệu đồng vì trước đây nam ca sĩ này được xem là rất ít scandal. Từ hot boy đi hát thành ngôi sao, từ những năm 2007-2008, cái tên Lưu Phước Thịnh đã rất quen thuộc với giới trẻ. Anh xuất hiện trên nhiều trang báo dành cho lứa trẻ với vai trò người mẫu ảnh. Nhưng rồi anh rẽ lối để dấn thân vào con đường ca hát. Lúc đó nhiều người còn lo lắng rằng anh sẽ không thoát khỏi cái bóng hot boy và tệ hơn nữa anh sẽ chỉ là một hot boy đi hát. Nhưng trái lại với suy nghĩ đó, Lưu Phước Thịnh dần dần chuyển mình, trở thành một trong những hoàng tử tuổi teen vào thời kỳ đó. Dù không có nền tảng thanh nhạc nhưng bằng sự nỗ lực luyện tập, Nu đã cải thiện được giọng hát của mình. Ngoài việc hoạt động âm nhạc bền bỉ, một điều nữa giúp nam ca sĩ gặt hái rất nhiều thành công đó là chịu khó thay đổi hình ảnh thường xuyên. Như tất cả các ngôi sao danh tiếng khác, Lưu Phước Thịnh đầu tư rất lớn tiền bạc cho vẻ ngoài của mình. Nam ca sĩ thường xuất hiện trong những trang phục hàng hiệu đắt tiền. Phong thái ngôi sao khiến Lưu Phước Thịnh trở thành một trong những thần tượng của giới trẻ. Nu khẳng định tất cả những thành công của anh đều nhờ thực lực mà đạt được, không dựa vào may mắn. Dù cho đời sống showbiz thời điểm này luôn có cơ hội may mắn cho các ca sĩ trẻ. Tính đến nay, sau gần chục năm lăn lộn ở Vbiz với hàng loạt sản phẩm âm nhạc đã ra mắt, nhiều ca khúc đã trở thành bản hit. Ngoài ra, Nu còn nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ khác nhau. Thế nhưng, chàng ca sĩ này không mắc bệnh ngôi sao như những ca sĩ nổi tiếng khác. Đây cũng chính là một điểm cộng khiến số lượng anti-fan của Nu là rất nhỏ. Scandal để đời, có một con đường sự nghiệp khá bằng phẳng, một đời tư khá sạch. Nhưng mới đây, Lưu Phước Thịnh lại vướng vào một scandal gây xôn xao làng nhạc Việt. Ngày 2 tháng 10, nhạc sĩ Jack Hamsay đã có đơn gửi Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khởi kiện ca sĩ Lưu Phước Thịnh vì vi phạm bản quyền. Phía Jack Hamsay cho hay, ông là chủ sở hữu tác phẩm bản ghi âm The Way có nguồn gốc và được công bố lần đầu tiên tại Mỹ và có toàn quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm của mình. Theo đó, trong phân cảnh từ khoảng phút thứ 6 đến khoảng 7 phút 30 giây của MV chạm khẽ tim anh một chút thôi, ca sĩ Lưu Phước Thịnh đã cắt xén sử dụng tác phẩm The Way đang được bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan của nhạc sĩ Jack Hamsay để làm nhạc nền cho phân cảnh tai nạn xe hơi của diễn viên. Nhạc sĩ Jack Hamsay đã khẳng định rằng việc sử dụng tác phẩm này hoàn toàn không có sự cho phép của ông. Phía Lưu Phước Thịnh đã cấu thành hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ của nhạc sĩ Jack Hamsay. Nhạc sĩ yêu cầu Lưu Phước Thịnh chấm dứt ngay và xóa vĩnh viễn MV chạm khẽ tim anh một chút thôi có sử dụng tác phẩm bản ghi âm The Way khỏi tất cả các phương tiện lưu trữ, các trang mạng và bất kỳ phương tiện nào mà công chúng có thể tiếp cận, bồi thường thiệt hại về vật chất 500 triệu đồng, bồi thường thiệt hại tinh thần 50 triệu đồng, thanh toán chi phí thuê luật sư 300 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà nhạc sĩ Jack Hamsay yêu cầu Lưu Phước Thịnh yêu cầu bồi thường lên tới 850 triệu đồng. Hiện sự việc cũng đang trong quá trình tố tụng nên phía nam ca sĩ từ chối đưa ra bình luận hay cung cấp thông tin ở thời điểm hiện tại. Sự việc đã khiến Lưu Phước Thịnh tổn thất nặng nề, anh đã phải hủy hàng loạt show diễn trong tháng 10 này. Ngoài việc tổn thất do hủy show diễn, Lưu Phước Thịnh cũng đứng trước nguy cơ mất đi một số tiền lớn nếu không chiến thắng vụ kiện. Tối ngày 5 tháng 10, trong lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi thông tin vụ việc đăng tải, Lưu Phước Thịnh không giấu được gương mặt bơ phờ, phốc dáng tiều tụy. Mạng xã hội còn lan truyền tấm hình được cho là huấn luyện viên giọng hát Việt đứng lề đường, mệt mỏi hút thuốc. Điều này khiến nhiều người lo lắng liệu anh có gục ngã sau scandal để đời này hay không.